Rồi, Út Sương chào cả nhà. Út Sương ha, mời cả nhà theo Út Sương ra thăm mai vườn bưởi Út Sương nha cả nhà. Có mấy cây bưởi trái cũng đạt quá nè. Đây mà Út Sương mời cả nhà ha. Ủa cái này của Út nãy giờ có rồi phải không? Đây, trời ơi. Lâu ghê, Út Sương không có đi lội vòng vòng luôn. Quá trời không có trái bưởi. Ông ơi. Trời ơi nó già rồi Minh Nguyễn ơi. Ôi ơi Trời ơi trái bưởi cặp trái bưởi. Mà cái nhà ơi bữa nay Út Sương lật đật đi đừng về viết đơn gửi thuốc cho bà con, thành ra quên mang cái chai kia hết dục mẹ rồi, là quên đem theo cái chai thuốc mà to trái bưởi đó cả nhà. Để ngày mai hay gì á Út Sương có vô quay Út Sương mang theo giới thiệu cho cả nhà thấy, chia sẻ cho cả nhà, cả nhà mua áp dụng nha. Cặp bưởi này chắc ở ngoài 6 kg quá à. Mình quá hiểu trời ơi cặp bưởi phải không, hồi Tết là mình một cặp bưởi 5,5 kg là nhỏ hơn vậy ha. nè. Thôi ơi cặp bưởi Trời ơi cặp bưởi Út Sương giác dai quá. Út Sương mình đây là giác nổi tiếng trong mấy cái bưởi, cả nhà thấy không, cái cách chăm sóc mình ha, nó cũng có đơn giản Út thôi chứ Sương đâu giác có gì đâu. dai quá. Như cái loại thuốc mình miễn xịt á là cái độc môn nha. Bây giờ Ừ. bữa mình miễn chia sẻ cho nè, ở dưới cặp nữa kìa. Đâu? À, nó Đây, đây này là cặp bưởi này mới bưởi da mới. xanh nha, Dạ xanh, đây nè, hết đây. thân rồi bưởi không Đây cặp lên kia cặp nữa kìa. đó. Cái bưởi này Sao nè xanh hả, đôi không hả? xanh đôi đây nữa nè, Ừ. đây một trái còn đây một cặp nè. Cái này biết sao không? Tại vì mình chan vô dừa hơi gần quá nó bị không được nhiều hay chứ hôm nay mình cắt ra đây phải không? Này cái mô hình trồng dừa trang bưởi nè Ừ. Út Hôm Sương, nay mình cắt cái dừa xem xanh hổng trái chút xíu mình cắt buồn bỏ này, nó lớn rồi bữa hổm đâu càm ràm hả? nói sao ông không đốt mẹ cái vụ ông dục đi, tự nhiên ông cắt ông dục thấy sốt ruột vậy, Hồi đó cái cây là này lúc nè hổm nó bị suy dưỡng phải không, xin dưỡng là phải chồng nhờ chồng hỗ trợ gì super thằng mắc rốc mắt quá róc gì bữa này mắt đây nè. róc ít ba. Hồi hồi đó mới đầu nó trái vậy không cả nhà, quá Ừ. trời trái vậy nè, cắt bỏ cái này nè, Tệ hơn vậy nữa cắt dục Út bên Sương càm ràm. bên này lên trái nè, vừa xiêm xanh nè, vừa xiêm nè, Cái cây này giờ gốc không có nó bự, về cây này là đúng đúng giống dừa phải không, đúng chuẩn giống là dừa cái xanh đế là phải to, ở trên đây là dừa không có lai, về cây này chốt để lại phải không chốt đó đây cho nè. có xanh có Trời ơi vàng phải thằng này nó mình để ít trái lại này nó tà bá này thấy không. Ừ không, trời trái này mốt này già rồi phải không, mùa này cắt cho con cho bà lão uống ngon nè. Vợ này già chưa, già đó, mẹ mẹ thích uống dừa xiêm xanh già già có ra vừa xiêm xanh nó ngọt đặc trưng, có xiêm xanh nó ngọt 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 ngộ lắm, nó ngọt ngọt thanh. ngọt có ra, Ừ nó mà thơm. đặt ngược lại của bà ngoại mẹ mình thì thích, bà ngoại thích mà cháu ngoại không thích, con gái mình không chịu uống dừa có ra, nó chịu uống dừa mã lai Nè không trời không, bưởi vậy là nè kén hết chọn thân nè, chết da rồi, ai đi chui rụng hai chồng bé dục không vậy có đâu chồng mẹ dục sao không để chín chín cho ăn tao mở bụng, á. Ừ không để bự cho vợ có ăn vợ tao mở bụng không, có bụng mỡ bụng có bụng bụng không, chà bá trời nữa ơi đây mà thôi đi mẹ dục uống trời. cái nhà thấy không, ăn cơm ăn cơm tượng không à, với cái tô thì nó lạnh luôn mà nó ăn bữa cho tan mở bụng, trời đất ơi thôi chết rồi Đây đời không. trồng bưởi cho vợ ăn tan mở bụng rồi tự nhiên đi tẻ bỏ uống không. Thôi cưng cưng á chứ cây này không là đòi đặt trái dữ lắm. Ôi đây nữa nè, đây trái nữa nè, ủa chà bá luôn Ừ nè, trái này nè, đôi đây trái nữa nè nè thấy không, rồi đây cặp đôi nè, xanh đôi nữa nè, đang cặp xanh đôi nữa, ít nói luôn thấy bưởi ham thiệt ham ghê không, quá trời ham. bữa này bữa năm rồi Năm rồi nè, ha. năm rồi. Ai nhớ đó mình trồng ngoài kia nước ngập trời, nó đứng trên cái ụ nhưng mà nó có ăn trái nha, mắc cười không, cái nè trời trồng lặt trồng dục đó, cái sao mình lấp cái đất nền này, đất này đất thịt cái nó À, chịu cả bao nhiêu nhà thấy đây. không, cái này cái nhà nói bữa đất đất cao mới chịu, thực tế cái đất đất ruộng này vậy nè, cái mùa mưa là nó ngập té đé luôn mà cái bữa vẫn phát triển bình thường nè, ông thấy không Thấy cái hồi bữa. hồi mưa ngập lúc trước mà mình nói nếu mà rút không được là mình sợ buông vàng bưởi phải không. Ừ hồi biết sao rút chồng lấy cái bịch mắc róc á Ừ rải vô hả phèn hả phèn cho nên nó cái bắt cái thích lợn rễ, tưởng chết không á. cái thích rễ là phân hữu cơ nha cả nhà, hỗ trợ cho bộ rễ bén và hạ phèn tươi xốp đất cải tạo đất. Mốt mình đưa cái loại thuốc mà độc môn cho chuyên gia bên trồng bưởi cho cả nhà. Nay mình vô quay cái lật đật cái mình quay cái mình quên quên lấy nè, nay mình quay hoạt cảnh cho cả nhà thấy cái vườn bưởi của mà Nguyễn trồng hai cây dừa hai bơ hai cây dừa chen cái bưởi giữa vẫn tốt nha, tàn rộng lá bà con vô đi tham quan cái dừa bưởi nên thấy hết thân luôn, cái cây bưởi nó tàn quá trời, cái tàn bưởi trái trái nào nó đạt chuẩn luôn. Út Đạt là chuẩn, hai trái về không, Út đạt chuẩn rồi không à, ra hai trái bưởi đi về không? mình để ngày mai mình mang cái chai thuốc vô đi, tại vì mình kẻ hay quê cả nhà, thuốc để ngoài nhà ở, còn đây là trong vườn, thành Nhà cái nhà ra thấy cái bộ lá nó không xanh mướt
Lạc bộ lá cực xì xanh luôn. Mẫu này này bộ lá cho cái trái chứ không thấy Út. Cái này hả? Đúng rồi. Trái hôm nay ăn đó rồi lấy đâu có. Nó chơi nó chơi bưởi mà nó sung quá, có trái này là lại kia còn có mấy cặp. Hôm nay mình cũng có hái về cái này mốt cũng... mình cắt nước đó. Bưởi này có kinh nghiệm nha. Rồi còn trời cắt ơi. Nước. Cắt nước nó sẽ Út lát dạ dạ lát hái mới cần cua về ơi. Thấy rồi. Hả? Tính để nhan giống cho nó lên mộng. Mới cần cua về chiều sau với bò dũng. Bò dũng. Trời ơi tối ngày cho ăn chết luôn ba cái gân không. Mà nhà mình thích ăn gân bò nha cả nhà. Nhai cái thằng gân mà phải gân bò già nha chứ bò nó không chịu nhai cho trẻo ra mà. Cả mình nhà Minh Nguyễn và con gái luôn đặt hàng dặn để dùm cho ký bò dụng là phải để bò lớn tuổi, bò có trung tuổi trở lên lát chứ không chịu ăn bò nghé. Trời ơi cái trái bữa nó cũng còn quay gẻo mà đâu cái bữa đó mà mốt hái về cúng bà cúng dỗ bà cúng dỗ bà phải không. Ừ bữa cái bữa này đi tròn hơn Út Xương nữa cặp này bữa này nữa cúng bà với ông nội. Ừ đâu trái lên cặp đâu. Ừ? Con trái à nè còn đâu cặp nữa nào. Ờ con trái họ nhưng cặp nó hái hết trái rồi phải ta không có đây thêm quá không trời ơi coi cho đi nực tôi đang ngồi mát đã vậy chút trung 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 cũng rồi có bưởi trời đó coi ơi miệt vườn không nhận làm mệt chua đây nghĩ cái người nhẹ nhõm liền nè nè vừa chui 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 chốt Minh Nguyễn đó Minh Nguyễn ham đi quay bị déo déo đó Út Xương không phụ được đó, coi để mấy cái dừa dậy ra còn gì không. Mới hẩm nè. Chịp xanh. Hẩm ốc treo buồn, ốc treo không nổi, không đứng dưới thấp ốc treo buồn nào sao, tiêu sao. Rồi. Cái này dễ gì? Ốc công nổi. Cái giống dừa xiêm xanh này nó ngộ cái cuốn nó dài lắm. Lấy cây chổi lên đi. À, cái cuốn nó dài lắm chứ không khi nào nó hơi rớt ngọn cái này mà dừa mã lai cái này là bứt rồi nè. Rồi nó buông nó sao không? Không, dừa mã lai là buông còn dừa xanh ít lắm. Xanh khi khô cái ông nội này lai gì gốc trà bá được. Cái bổn dừa xiêm xanh nè, coi nhà cái nhà thấy không? Quạt về mà nó không rớt trái nè. Trồng trồng mà nó lai gì mà nó cũng tròn vo vậy trời. 3.000 trái. Mà sao cái đê? Dừa xanh này đây 3.000 trái cả nhà hai nè. Mãi vô mãi vô. Mã lai là 5.000. 5.000. Ác lạng không Minh Nguyễn ham có xanh có vàng đó. Đó ham ra mua dừa trại cả nhà mua bởi mua dừa không đúng giống chết luôn. Nói dừa cái này họ nói mình không phải mình xúc phạm đến cái của người ta mà nói này dừa gốc của chợ Lách Bến Tre. Ừ. Ham nó uy tín đó mình đem qua mình mua trồng 8 cây về lai hết 3-4 cây rồi. Bởi vậy. Nó sự thật luôn chứ mình không có nói dốc ai hết. Mình ít khi nào mình nói đụng chạm lên tay nhưng mà cái sự thật mình có trồng mình mới biết mình nói. Hết bưởi rồi. Cái bưởi này đang nuôi thân. Mấy mình cái này, ăn mấy cái này nó đang ra bông, nó đang ra bông rồi. Phải không? Ừ. Sambo mình Sambo có đó này chín đâu, hai trái ăn coi. Có chín đâu. Đâu rồi trên cây trên ngọn này cao quá. Nãy giờ nó có trái này chín đâu. Chín này chắc nó bị sâu gì. Nó tách rồi coi. Chưa. Hôm nay vợ vô thăm hoài. Nè nó chín rồi bị con ong đút rồi chồng ơi. Tách sau là nó có dội. Nó có dội sợ lắm. Tách rồi coi nè nó chín cây đó. Đây nè. Dội nè. Mổ bụng ra là con dội bò lỡ nhỏ rồi chứ ghê quá. Uống gì đâu á. Này đâu có dám dịch thuốc sâu. Nó rụng với cái đống luôn mà dội không à. Tại mình không xịt. Hả? Mình không xịt. Thì thuốc sâu ăn nguy hiểm lắm. Ủa sao hả mấy đợt hả mình còn ăn được người ta. Cái mùi sâu của nó sao. Trái rồi để vợ nhan trái cốc coi. Ừ. Nhan trái cốc. Là cái, cái cốc kia kìa. Trái cốc già vợ thích ăn cốc già để mai đem chén đâm chén ớt vô cái vợ quay cái déo là ăn cốc chua ăn cốc vườn nhà nhớ đó mình đi làm không mang theo chén muối ớt ăn với me non trên nóc nhà ngay công trình ăn trụ lưới cái me người ta luôn nhớ không đói bụng ăn gì cũng ngon á cái cây nhà lá vườn có gì ăn nấy ha rồi coi ăn cốc cốc thái để quay cây chùm ruột nữa có chùm ruột nữa chùm ruột sao nó rụng chứ rụng sâu rụng trồng mấy cái mít rùa mấy cái bưởi ruby nè để nữa mà thử cái nó trái là sao à hổng anh về nó chắc mà bỏ đó cũng đặt trên mạng về 4 cây đó cưng lắm nhà đó mới về cũng lên bờ xuống ruộng nha nó không hợp với khí hậu đây nó cũng chết rồi mình dưỡng riết là được nè nay tàn cũng rộng lắm nha cả nhà bưởi ruby nè để mốt có trái thì quay lên coi sao cũng ham đó mà cái lá nó khác cái lá bữa kia nó mỏng hơn nè hổng cũng chích cho nó mấy thằng mắc rốt á. Ừ. Mắc rốt vô cái này nó muốn mà móc cái rốc thì cái gốc dục luôn rồi muốn quên nó thì kêu bằng ma rốc hả ma rốc quên nó thì ma rốc trời ơi có cây cốc nè cây cốc có trái nó kinh không ốc lè bè trái thương không nói chung cái thuốc buron với ngà bio cái trái gì nó cũng đậu hết trơn trời ơi à, cái trái này trời nó trái lên trái này cốc
mai mốt mai đi cha thành phố về vô về đợt có rau. Ờ cha thành phố về nó khoái lắm, vô làm một bịch bịch rau. Nay để vô bụng nó làm trong bụng nè. Thôi kệ con cháu nào về phái ai vậy ăn nấy. Mà mình ham trồng cái thứ thứ mà có cái mình trồng không được. Cây nhãn mà có trái để trồng. Đi đi ra ngoài cây hai mới tắt thì vô rồi. Hả? Trời đất ơi, ăn cái miệng nó sập sập như nó quá trời đang đã khóc. Nghe không ngon này không? Chắc đừng sắp có gì nữa là quá ăn sao Đâu trời, quá nghe cái hộp. ăn đồ chua không à. Đâu quá nghe cái hộp. Ê. Hái tắc làm chung luôn hả riêng? Đi luôn. Chung hả? Chung luôn đi, riêng gì nữa hái tắc đây luôn. Nè, hái tắc phải không? Lại đây. Trời ơi, cái tắc này hái còn nửa kilo chồng ơi. Mình hái trái nào chứ chín thôi. Còn trái nào trái sống để dành mốt vô cắt môn, cắt ra, cắt tắc ra, nó chua hay không ha. Không có hái hết cây nha. Ha. À. Hồi hai chín hai hai Cũng như hết rồi hái chị. chín thôi. Còn mình để mai mốt mình vô mình cắt cái bẹ môn kia kìa. Mình nấu canh chua môn thử coi cả nhà có biết ăn canh chua môn không. Ngưa thêm một tổ luôn. Đúng rồi. Đâu cái canh chua môn cả nhà thấy có người nói là thử nghề đúng cả nhà, người nói môn là nó có phân hai loại. Phải không? Sơn cái có cái đầu tím trên là Môn môn, voi. môn ngọt hả? Môn ngọt là môn mình đây nè. Môn ngọt là cái lá màu tím mà màu xanh ăn hoài mà cũng quên ý trời. Mà có người bỏ vô nó bị ngứa không biết phải không? Ai giữ á, ai giữ á, Phải không? tánh nóng á, bỏ vô là môn ngứa ruột họng luôn. Có không đó. Ăn canh chua môn nè, mình nấu với lá keo, nấu ra nước vàng vàng nè, với giá gió tây, bắp chuối, trời ơi đầu cá tra nó ngọt cho mà thấy cảnh. Ai điện Nghe đi. chồng, chồng nghe không? Rồi chồng chia sẻ đi đây, giờ nghe chăng? Mày cắt gì nấu canh ăn? Rồi, giờ đi hái mấy tắc nè, cái về giờ nấu canh chua khỏi cần xà me, tắc không à. Hái mình lựa trái nào chín thôi. Trời ơi, hôm nay để chín vàng ghè rụng đất luôn. Quá trời. Nhà trồng có 3 4 cây tắc nữa không hết luôn á. Đây nè, trái chín đâu rồi? Đây nè. Thấy không? Thần tắc. Không, cây cam này mới Nè. có trái lợi vậy. Phải không? Ừ, cam này. Không để ý, cái non phải không? Trời ơi, vừa khô rụng rồi lát lên bảnh vớt vừa khô vậy. Đâu? Hai trái kìa. Nè mấy vừa khô rớt ráo à. Bên nào đó? Trời Đó. ơi, xuống ở dưới Nổi trẻ lên rồi. bên cái mương kìa. Thấy không? Thấy. 50 Nè ngàn. đó, lâu lâu nhá nhá lên cho bà con thấy ra nè. Trời đất, cái nó 50 tròn. ngàn trái mà mới rụng vậy đó mà béo để. Nè, Minh Nguyễn. Thôi, hai trái đi vô nè. Hai tắc nè, có mấy cọng rau cần nước thôi khỏi cắt luôn ha. Ừ. Thôi đi về lo viết đơn chồng ơi. Là Có viết cây đơn chanh. vô. Ơi, cam có trái rồi. Này cam có trái lợi hổm Có cây quá trời, chanh cây luôn. cam trái này mới có trái lợi kìa nhờ. Hổm ba mấy trái biết đằng này nhiều ít đây. Đằng này chắc ít hơn rồi. Ừ. Có trái lên tới trên ngọn rồi. Cái cuốc làm đâu bỏ đó luôn. Có hư mà. Chắc sẹt luôn. Có hư rồi. Tắc chín chưa, hái đi để dành lại mai mốt vô hái nấu canh canh chua gì, canh chua môn. Không biết Út Sương bỏ có ngứa này nữa. Người nói ha, môn ngứa rồi, người nói không ngứa. Môn đun nước sôi mà ai nóng tánh là sẽ bị ngứa. Mới nghe à. Thiệt chứ bảo. Trời ơi đó đun. Thôi mấy trái này bự uống để dành nó đi nhà, còn mới tắt nhà ăn 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 mất nữa. Thôi là giờ sao? Dạ Thôi. mình chào bà con ha. Chào bà con đi. Dạ hơi gần chiều rồi. Minh Nguyễn, Út Sương cũng tạm biệt bà con nha. Hẹn gặp lại bà con bị giáo sao. Út Sương thu xếp vô cái này 2 tháng mới gặp bà con nhớ quá. Đợt sau chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà để bự, bự Đúng to, rồi, bự đừng cái phần đó. mình cắt hai đứa bữa Mà về cho nó đặc biệt khô quá nha, mà không có nước. nước rất nhiều ngọt nha, chứ không phải nó bự mà nó bọng ra khô ruột nha. Đúng rồi. Hay chỗ đó đó. Bà con ơi coi nhớ cho Minh Nguyễn Út Sương cái like và lượt đăng ký nha. Ai chưa đăng ký nhớ đăng ký cho Minh Nguyễn Út Sương nha cả nhà. Ủng hộ cho vợ chồng Minh Nguyễn Út Sương ơi. Minh Nguyễn Út Sương miệt vườn. Rồi Rồi, chào chào cả nhà Đốc Xuân ơi. Út Sương chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Chúc Rồi. cả nhà buổi chiều vui vẻ. Như Út Sương lúc nào cũng cười khò khò.